Rồi mình sửa phần basic ha. Quá quen thuộc. Này dễ. Trò chơi đố chữ, đố từ vựng. Bên trái mô tả bên phải mình đoán từ, thế là xong. Quen quá mà. Rồi câu ví dụ: You may need this to leave the country. Bạn cần cái này để rời khỏi một cái đất nước. Và bắt đầu bằng ký tự P. Vậy nó chỉ có thể là passport. Passport là gì? Hộ chiếu. Pass là vượt qua, port là cái cảng, passport là qua cảng. Thì nó là cái hộ chiếu ở trong đó, khi mình đi tới cổng hải quan người ta kiểm tra xem đúng không. Hộ chiếu là gì các bạn? Hả? Ai biết không? Hộ chiếu là chứng minh nhân dân quốc tế. Ở trong nước thì mình xài chứng minh nhân dân. Đi nước ngoài đưa chứng minh nhân dân tiếng Việt không, ta đọc không biết bạn là ai hết. Cho nên hộ chiếu nó có tiếng Anh thế thôi. Rồi, number 36. If you want a room in a hotel, you can phone and do it first. Nếu bạn muốn một cái phòng ở trong khách sạn, bạn có thể gọi điện và làm chuyện này đầu tiên, bắt đầu bằng vần B. Làm gì với bạn vậy? Đặt phòng đó, book phòng đó, book. Easy. Rồi, câu 37. When you arrive at the hotel or a campsite, you go here first. Khi mà bạn đến khách sạn hoặc là một cái bà chỗ mà địa điểm cắm trại thì bạn đi đến chỗ này đầu tiên nè. Ha. Đi đến chỗ nào? Lại khách sạn đi đâu? Lại khách sạn cái lại nhảy vô phòng liền hả? À, cho vô đi gặp gì? Tiếp tân. Khu vực tiếp tân để lấy chìa khóa, khai báo tên tuổi mới được, mới người ta mới đưa chìa khóa cho mình lên phòng. Thì ngay chỗ này là When you arrive at a hotel or a campsite, you go here first. Reception, khu vực tiếp tân. Number 38, you sleep inside this on the campsite. Bạn ngủ ở bên trong cái này, trong mấy cái chỗ mà cắm trại. Bắt đầu bằng chữ tờ. Đi vô cổ cắm trại thì ngủ ở trong gì? Tent, lều. T-E-N-T, tent. This kind of hotel room is for two people. This kind of hotel room is for two people. Cái loại phòng khách sạn này là dành cho hai người. Bắt đầu bằng chữ D. Hai là gì? Double, double room, single room, double room. Rồi đố các bạn, đố vui chơi thôi. Double room thì nó có mấy giường? Ai trả lời được? Ồ, một giường hoặc hai giường tùy ha. Double room thì nó có thể có hai giường đơn, có thể có một giường đôi lớn. Nếu hai vợ chồng đi ở chung một phòng đôi thì người ta ngủ chung giường chứ mắc mớ hai vợ chồng ngủ riêng giường. Nhưng mà hai đồng nghiệp mà đi kẹt quá giờ không thuê được hai cái phòng khác nhau mà phải ở chung một phòng. À, thí dụ đồng nghiệp ở chung thì bây giờ mình phải ngủ hai cái giường riêng tại khách sạn hết phòng rồi, kẹt quá mà. Double room có thể có one bed, one double bed, cũng có thể có two single bed. Rồi, câu 40. You go here to enjoy the sun and swim in the sea. Bạn đi đến đây để thưởng thức cái ánh mặt trời và bơi ở dưới biển. Rồi đi đến tắm nắng nè, rồi bơi ở biển bắt đầu bằng chữ B. Easy. Beach. Beach. Bãi biển ha. Cái này đừng có đọc là beach, nặng chút xíu thành con quỷ cái đó nha. Rồi xong ha.